Học lái ô tô rồi chở mẹ đi chơi nha. Không đánh nữa. Đang mê lỡ lên rồi xuống dễ lắm. Bây giờ phải nhờ chủ xe tới thì mới kêu ra được. Kêu một đứa nhỏ làm bộ nó làm chủ xe đó. Kêu mấy thằng mập á, mấy thằng đó, bự bự con á, nó làm chủ xe cho. Rồi đi xuống. Xe của người ta, trả xe cho người ta. Gạo thích không? Barbie mua một cái xe máy cho gạo chạy. Không, gạo xích đi xe ô tô. À, gạo xích đi ô tô hả? Vậy mua ô tô cho gạo nha. Đi con. Xinh đẹp quá, biết làm sao bây giờ. Nhìn Barbie cười nè. Biết người ta bấm còi nhưng mà bấm hoài không có còi, không có lên. Rồi là mốt chạy xe chở mẹ đi nha. Rồi đi. Xuống con. Được không? Được không? Kìa bình sữa của họ chuẩn bị họ vô tay uống sữa. Đi đi. Rồi mở cửa quý cô đi xuống. Quý cô,